Hello, xin chào tất cả các bác. Em đang sắm một chiếc quạt Nhật, thương hiệu là Border. Hàng này thương hiệu nổi tiếng lắm nha. Chiếc này đẹp long lanh luôn. Chiếc này là cánh 35 nha các bác. Chiếc này gió khỏi chê luôn. Chiếc này gồm có dưới bàn phím của nó là hai đồng hồ nha. Một đồng hồ hẹn giờ và một đồng hồ quay. Quay để cho quạt nó quay qua quay lại ha. Em chỉ test gì thôi, không có cắm điện nha. Toàn bộ bên em quạt là đều tốt hết. Chiếc này đẹp dữ lắm. Chiếc này 5 cấp độ số nha, 2, 4, 5 phím á. Border là border delete phân nha. Đây, delete này. Lòng đồ này nọ là sáng cho nha, zin nguyên bản nha, không có gớ đậm gì nha các bác. Đây cái logo này này tuyệt đẹp luôn. Cánh quạt lành tích nha. Chiếc này là điện của nó là zin 100V, quạt Nhật là điện zin 100V. Còn bác nào thích 220 thì mình có thể lắp cục biến vào bên trong á. Em xin kết thúc video, chào tất cả các bác nha.